Các bạn thân mến, mùa nước nổi đến, dù lớn dù nhỏ, cũng đem lại cho nhiều người dân miền quê có thêm điều kiện sinh sống thuận lợi hơn. Và cuộc sống miền quê do đó có thêm nhiều điều thú vị hơn. Một trong những điều thú vị có khi là đối với rất nhiều người lữ khách miền xa, đó là những khung cảnh miền quê tuyệt vời của mùa nước nổi. Nét đặc trưng của miền Tây không thể hòa lẫn với bất cứ nơi nào khác. Sự mênh mông của đồng nước, những hàng cây in bóng bình an, tiếng sóng rì rào, cành cây xào xạc, dòng nước lững lờ, những hoa nắng long lanh trên đồng nước, vân vân. Trong video này, chúng tôi mời các bạn dành chút thời gian lang thang trên vài con đường mòn băng qua đồng ruộng và nhìn về chân trời Tây. Nơi đó, mặt trời đỏ rực và nhuộm màu vàng cánh đồng nước mênh mông. Đó đây, trong khung cảnh chiều vàng, bạn có thể thấy vài ghe xuồng đang xuôi ngược trên những dòng kênh hay băng qua đồng nước trong cuộc sống đời thường. Có cả người đi xe đạp vội vã về nhà qua những lối mòn có khi đã bị dòng nước cắt đứt đó đây. Có cả những cánh chim đang tìm về tổ ấm và tiếng côn trùng rã rít quanh đây. Phần tiếp theo nơi đây, xin dành khoảng lặng cho tâm tư của bạn, để bạn thả hồn theo thiên nhiên. Một chiều mùa nước nổi 2019. Xin cảm ơn các bạn đã đến với video này.